Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Hoàng Văn Hiệp, đối tượng đang bị khởi tố với tội danh cưỡng đoạt tài sản và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đây cũng là thông tin mở đầu cho bản tin 141 ngày hôm nay. Hoàng Văn Hiệp sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai. Trước đó vào cuối năm 2016, Hiệp cho một thanh niên khác vay tiền. Do không đòi lại được, Hiệp đã cưỡng đoạt xe của người này, mang đi cầm cố. Khoảng một tháng sau, Hiệp đã chuộc xe và giao nộp cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, trong khi vụ việc đang được thụ lý thì tới giữa tháng 7 năm 2017, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Thanh Oai đã phải vào tận huyện Cờ Bang, Gia Lai để bắt giữ khi thanh niên này đang lẩn trốn tại nhà người thân. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhằm đối phó với cơ quan công an, nhóm đối tượng trên chọn một khu chung cư làm nơi sử dụng ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 11 viên thuốc lắc, gần 15 gram ma túy tổng hợp. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Tiến Thịnh, 24 tuổi, trú ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Lại Ngọc Linh, 27 tuổi, trú ở phường Hàm Bột, quận Đống Đa và Nguyễn Minh Tiến, 23 tuổi, trú ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Vào 21 giờ ngày 9 tháng 1, một chiếc xe ba gác lưu thông ở đường vành đai trên cao theo hướng Mỹ Đình. Khi đi đến gần khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi thì bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, lái xe và một số người tham gia giao thông đi qua khu vực đã nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cháy ngày một dữ dội nên mọi sự ứng cứu đều không có tác dụng. Tại hiện trường, ngọn lửa lớn kèm theo tiếng nổ khiến những người ứng cứu phải tránh xa chiếc xe để đảm bảo an toàn. Sau khoảng nửa tiếng, chiếc xe ba gác đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ cháy xe không gây thương tích về người. Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay vốn, bán bảo hiểm rồi đến nhà dân trộm tài sản. Đây là thủ đoạn của đối tượng Nguyễn Ngọc Chí, 29 tuổi, trú ở thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Từ đầu năm 2017 đến nay, Nguyễn Ngọc Chí đã gây ra hơn 17 vụ trộm, trong đó có nhiều tài sản có giá trị như xe máy, máy vi tính. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Một xe ô tô khách vận chuyển gỗ lậu vừa bị trạm cảnh sát giao thông Krông Búc của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Chiếc xe vi phạm mang biển kiểm soát 51B21653. Người lái xe đã điều khiển xe bỏ chạy, buộc tổ cảnh sát giao thông phải đuổi theo để dừng xe kiểm tra. Phát hiện dưới thùng xe này có chở hơn 3 khối gỗ thuộc nhóm gỗ quý hiếm. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên nên tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện chuyển giao cho công an huyện Krông Búc tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều qua, Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ Phạm Thanh Quy, sinh năm 1981, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ số lượng lớn nhiều loại hung khí, công cụ hỗ trợ giao bán trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua số súng và công cụ hỗ trợ này qua các trang mạng, vận chuyển từ Bắc vào Nam và thu lợi bất chính từ 600 đến 800 nghìn đồng cho mỗi món hàng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan công an còn phát hiện số lượng lớn các loại roi điện, bình xịt hơi cay, đao, kiếm, mã tấu, dao lê, súng tự chế và những viên đạn bọc trì. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục triển khai có hiệu quả mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát bảo vệ PK20 Công an thành phố Hà Nội đã trưng dụng lực lượng chó nghiệp vụ trong công tác tuần tra, kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho thủ đô. Cùng với các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã, Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an thành phố Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác, mỗi tổ gồm 8 cán bộ chiến sĩ có chuyên môn nghiệp vụ tốt, đảm bảo kịp thời phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm tội. Chúng tôi sẽ tuần tra kiểm soát đêm thì cũng được tìm các đối tượng nào mà biểu hiện nghi phạm, ví dụ như là các đối tượng có thể là nghi là tàng trữ ma túy, vũ khí thô sơ và các loại công cụ hỗ trợ khác như đồ nóng, súng. Chúng tôi sẽ tăng cường trấn áp, kiểm tra để trấn áp ngay, không để xảy ra để kịp thời ngăn ngừa. Bên cạnh việc sử dụng xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ hóa trang, Phòng Cảnh sát bảo vệ còn có một lực lượng đặc biệt tham gia tuần tra, kiểm soát. Đó là sử dụng chó nghiệp vụ. Mỗi tổ công tác được bố trí 2 huấn luyện viên cùng với 2 chó nghiệp vụ được huấn luyện bài bản, sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ đột xuất bất ngờ. Chúng tôi đã tuyển chọn chó khỏe mạnh, thứ nhất là năng lực sức chiến đấu, thứ hai nữa là có thể là phát hiện ra chất nổ và có thể là để chấn áp các loại tội phạm hung cuồng hoặc lưu manh manh động, có thể là khống chế và chấn áp ngay tại chỗ được. Kéo giảm phạm pháp hình sự, phòng ngừa phát sinh tội phạm, đánh mạnh vào các băng ổ nhóm tội phạm hoạt động trên đường phố như cướp giật tài sản. Đó là những kết quả đáng ghi nhận
của toàn lực lượng công an thành phố sau mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lại đêm bình yên cho thủ đô. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 141. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.